Tiếp tục sẽ là tiểu mục cà phê giải trí. Thưa quý vị, được thực hiện bởi nhà thiết kế Thảo Nguyễn Following the Sun là đêm diễn thời trang đặc biệt được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có sự trở lại và trình diễn của ca sĩ Linh Ly là một điểm nhấn không thể bỏ qua sau một thời gian dài vắng bóng của nghệ sĩ này. Tham gia trình diễn cho hai bộ sưu tập của nhà thiết kế Thảo Nguyễn, lần trở lại này, Linh Ly khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi trình diễn ca khúc Từ Đó, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của cô sau phẫu thuật. Với giọng ca truyền cảm, bay bổng nhẹ nhàng kết hợp cùng những thiết kế nên thơ, giọng hát của Linh Ly đã tô điểm cho các màn trình diễn thêm thăng hoa. Nếu như mà mọi người đã từng biết rồi thì Linh cũng đã là người mà diễn trong show của Thảo Nguyễn 5 năm, một show mà có lẽ là lần đầu tiên Linh được là chính mình và mình cũng đã được rất là hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà Linh cũng vẫn sẽ có mặt tại sàn diễn. Đợt vừa rồi là Linh cũng phẫu thuật về giọng và cũng đã năm nay là tròn 1 năm rồi. Thì 1 năm rồi thì dần dần cái giọng nó đã phục hồi rồi. Trước kia thì nó vẫn còn hơi khàn và hơi trầm, nhưng bây giờ nó đã nhẹ hơn rất là nhiều. May mắn là không bị mất đi chất giọng. Linh cứ tưởng rằng là sẽ không hát được, nhưng Linh hát được và Linh sẽ hát cho mọi người nghe trong ngày hôm nay. Được tổ chức trên tầng 65, nơi có thể ngắm nhìn toàn thành phố Hà Nội, Following the Sun với 5 bộ sưu tập cùng sự tham gia của 150 người nổi tiếng đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn của các nàng hậu như Henye, Á hậu Quỳnh Châu, diễn viên Thu Quỳnh cùng màn xuất hiện đặc biệt của hai mẹ con diễn viên Thanh Hương. Thì các bạn cũng có thể thấy rằng là phong cách của Thảo Nguyễn là theo đuổi sự bay bổng, sự thơ mộng. Và vị trí ngày hôm nay, show diễn ngày hôm nay nói lên tất cả những điều đó. Và các bộ sưu tập cũng mang đầy những chất thơ. Và đấy cũng là một cái sự mà, một điều mà làm cho Thu Quỳnh cũng cảm thấy rất hứng thú và yêu thích nó. Một cái sự lãng mạn của những người phụ nữ, những người con gái và chất thơ mộng của Hà Nội bay bổng trên những cái tầng cao như thế này. Tất cả mọi người trong cuộc sống thì có thể đặt ra những mục đích khác nhau, còn Thảo thì luôn hướng tới những điều tốt đẹp và không bao giờ bỏ cuộc. Đấy là cái châm ngôn sống của Thảo Nguyễn, và khi mà mình gặp khó khăn thì mình sẽ luôn hướng về ánh mặt trời để mà đi. Mọi người hướng về ánh mặt trời, nó cũng là Following the Sun, chính là cái tên mà Thảo đặt trong bộ sưu tập lần này, cho cái show diễn lần này. Thì Thảo muốn hướng mọi người tới những điều suy nghĩ, những điều tích cực và tin tưởng vào trong cuộc sống. Mình có thể làm được, mình có thể biến cuộc sống của mình trở nên như sắc màu hoàng hôn, những cái sắc màu tươi đẹp. Thông qua thời trang, để đánh dấu một cột mốc 8 năm làm nghề, Following the Sun với những màn trình diễn đã đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, thăng hoa, trầm bổng của cuộc sống. Đây cũng là cách nhà thiết kế Thảo Nguyễn khéo léo kể những câu chuyện mà bất giác chúng ta sẽ được nhìn thấy chính mình trong đó.